welcome back to my channel Lubu Life Vlog. Và bây giờ mình đang ở công ty các bạn, thì mình chóng mặt quá, đi vòng vòng cho các bạn xem cái nha. Đây là cầu thang đi xuống, có hơi nhức đầu quá, chịu không nổi luôn á đó. Đó, ở dưới đây là dưới xưởng nè, rồi đây là cái bãi đậu xe đó. Mình đi vòng vòng để cho nó thoải mái xíu nè. Bên kia là cái xưởng kế bên đó các bạn, cái xưởng kế bên ở bên này nó rất là chóng mặt đó. Có một cái xe nó đang đậu ở đây cho nên là trời có vẻ như là sắp mưa rồi các bạn đó. Đó, đây là cái chỗ mà nhận hàng nè, nhận hàng hoa rất là đẹp các bạn. Mình sẽ đi vòng vòng cho các bạn xem miếng nha. Đó, bên đó cũng là cái xưởng kế bên luôn các bạn. Rồi, xuống đây xíu nha. Đó, đây là cái nhà xưởng nha. Bao bì cái tông ha. Đó. Đó thì giờ. Đó bây giờ mình đang lên lầu rồi các bạn. Lên lầu rồi, mình ngắm xung quanh. Đó, ngắm cái cảnh xung quanh. Rất là mệt. Rất là nhức đầu ha. Đây cầu thang đi xuống. Đó các bạn, thì bây giờ mình đang đứng ở ngoài đây đó. Ý, người ta đi về rồi đó. Đó, người ta đi về kìa các bạn, nó ở dưới kìa đó. Rất là nhiều người ta đi về ha. Cho nên là chiều thì đâu mà đi ở sang cơ hay xin đi ở dưa cơ.